chồng của hai bà thì làm sao bằng chồng tôi. Chồng của tôi nhá, không những vô công rồi nghề, không công ăn việc làm, vợ xin việc cho đùng một cái thì bị giam bằng một tháng 35.000. Đủ cả tiền ăn trưa đấy. Ui, vợ tính xa tê. Nhờ phát sinh gì thì sao? Hào ạ, từ xưa đến nay ông sống với tôi, đã bao giờ tôi để ông thiệt cái gì chưa? Thôi mà vợ, tha lỗi cho chồng đi. Để chồng làm vợ bớt giận nhá. Ông thích bớt giận không? Ok. Vợ ơi. Vợ. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ông thích trẻo đấy không? Ai chồng trốn? Đấy. Chồng thế thì mới gọi là chồng chứ. Nhất luôn. Ông quý nhà tao cũng không hơn đâu. Ai đời làm thợ sửa điện lạnh, đi lắp đặt được người ta tiếp, lại còn hiên ngang từ chối. Cứ như kiểu là phía sau ông ý không hề có ba cái tàu há mồm với cả một người vợ đang nghỉ đẻ, không có thu nhập. Chú ơi, cháu nói thật với chú, chú còn có nhà cao cửa rộng, chứ cháu chỉ có đàn con thơ dại thôi chú à. Đấy, chú còn có nhiều quà mà sửa ấy kìa, chứ cháu là chỉ trông mấy đồng chồng cháu mang về để giữ hòa khí gia đình thôi ạ. Bây giờ mà cô có vào, cô lục tung nhà tôi lên cũng không có đồng nào mà trả cho cô đâu. Khó khăn quá. Chú ơi, thế tóm lại là bây giờ chú không có tiền chứ gì ạ? À? Tôi đã nói rồi còn gì nữa. Em bình tĩnh, bình tĩnh, rồi bình tĩnh. À. Này ông Trần Đình Quý ơi, việc ông làm dở nhất trên đời này là giấu giếm đấy. Em lợi anh đấy anh Quý ơi. Anh bằng này tuổi rồi, sao còn để bị lừa? Quý báo ơi là quý báo, bao giờ anh mới hết báo em đây? Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tạo thêm thu nhập để đỡ đần cho em phần nào thôi. Chứ anh thề là anh không hề có ý định giấu giếm gì em cả. Khó khăn chồng chất khó khăn thế này bao giờ không? Trang ạ, à, chính ra tao thấy mày là ấm nhất trong chỗ bọn tao. Chồng nha, lại cảnh sát nha, lại còn mua được nhà, đâu phải ở trọ như bọn tao. Dỗ chạp ở quê thì anh không về, bạn bè em mở tiệc mừng mời anh thì anh cũng không đến. Lúc nào anh cũng viện lý do là bận công việc này, bận công việc kia, để cho một mình em phải xoay sở. Hôn nhân là người ta cần hai người, nhưng mà em cảm giác như là chỉ có một mình em đang cố gắng. Cái đèn suốt ngày bật tắt, suốt ngày lau mà để cái đèn nó lệch như thế này. Đồ ăn thì ăn trong ngày thôi, đừng có để vào trong tủ lạnh rồi để qua đêm. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi là những cái lọ gia vị này phải để ngăn nắp thẳng hàng cho chị. Tại sao chị nói như thế rồi mà các em không làm theo được à? Nói nhiều cứ như là trêu người ta. Đề nghị em nói với tất cả các bạn của mình, đừng bao giờ lôi anh ra làm công cụ để đạt được mục đích. Anh em ơi, dù sao cũng là chỗ quen biết, du di cho em một lần nhé. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, hiện đang làm nhiệm vụ, chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Này anh kia, anh có ý thức không đấy? Vạch kẻ đường rõ ràng thế này, cố mà lao lên nữa. Được chưa? Anh Nghiêm, có phải anh Nghiêm không nhỉ? Đúng xe anh Nghiêm rồi này. Anh Nghiêm ơi, em Hào này anh Nghiêm ơi. Anh có đang giấu em cái gì không? Sao em lại hỏi anh thế? Em linh cảm là anh đang giấu em chuyện gì đấy. Đi. Này. Gì? Nhưng mà làm gì? Tao không đánh ghen được. Em có biết là nguyên một tháng chị ở cữ chỉ có việc cày clip đánh ghen, nhưng mà chưa thấy ai có lý do vô duyên vô lý như em đâu. Không thì chị gọi Nghiêm tới đối chất đi. Ôi giời, Cưng ơi, chị nói Cưng nghe này. Cưng cáo già, nhưng bọn chị thì không ngây thơ, ok? Chị nói nhiều quá à. Mày bảo tao nói nhiều á? Này, tao nói cho mày biết, bọn đàn ông đã có gan cặp bồ thì cũng có gan bênh bồ, làm xấu hổ vợ trước mặt người khác nhá. Chị quá đáng rồi đó. Sao? Giờ anh không lên tiếng, chị là ai mà lên tiếng? À, mày muốn biết tao là ai á? Đứng đây, tao cho mày biết tao là ai luôn. Thả ra. Đã ối đồ mi. Tao đi đâu, tao làm gì, tao cũng nghĩ đến mày. Tao mua cái gì, tao cũng mua thêm một cái cho mày. Thế còn mày thì sao? Lúc mà có chuyện á, mày gạt tao sang một bên. Mày ơi, tao... Yên ơi, lỗi của tao mà. Còn mày nữa. Vì sao tao nhận lời đến đây ý? Là bởi vì tao nghĩ tao với mày là cùng một phe.
Nhưng mà đến đây rồi á, tao phát hiện ra có mình tao ở phe à? Yến, Yến ơi, tao đã bảo với mày là lúc đấy tao rất rối trí, cho nên tao không biết làm gì hết. Đúng rồi, rối trí mà. Cái lúc rối trí thì mày mới thể hiện ra mày như thế nào. Trong đầu mày á, không bao giờ có tao đâu. Yến ơi, tao xin lỗi. Chuyện không có gì đâu mà. Sao lại không có gì? Bọn mày tưởng ở vị trí của tao đi. Ba đứa chơi với nhau, nhưng bọn mày á, chỉ bàn tính của hai đứa thôi. Tao nghĩ như thế này này. Bọn mày chơi với nhau đi cho nó gọn. Okay. Yến, em đã nghĩ ra cách để ba bà vợ làm lành rồi anh ạ. Cái gì? Cách gì? Mình cần một nạn nhân. Nạn nhân? Bây giờ chú nói cái gì mà tất cả mọi người cùng hiểu đi. Tóm lại là em cần một người bị đánh, nhưng không phải vợ em. Cách của chú, không phải vợ chú bị đánh thì vợ tôi bị đánh à? Này, vợ tôi không được nhá. Thì em mới chỉ ví dụ thôi mà. Ví dụ là vợ anh bị đánh đi. Cái này được đấy. Nhưng mà ai đánh? Anh em mình thì không thể đánh được rồi. Mình thuê xã hội đen về đánh. Không được, thuê xã hội đen là vi phạm pháp luật đấy. Này, tôi nói cho cậu biết nhá, tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Anh chả biết phải nói thế nào cả. Nhưng mà anh thấy phụ nữ bọn em cứ hay nghĩ ngợi, rồi suy luận chuyện nọ thành chuyện kia. Chứ như đàn ông bọn anh đơn giản lắm, chỉ cần tìm giải pháp. Thế theo anh thì giải pháp trong chuyện này là gì? Như giải quyết một vụ va chạm giao thông, cứ kiểm tra, đối chất giữa các bên, lấy đủ bằng chứng, lập biên bản, rồi thì... Em nghe anh nói, em còn cảm thấy phức tạp hơn ấy. Chuyện gì anh cũng quy về giao thông được. Sẽ mang đi hết muộn sau một ngày hai. 14 tiếng trôi mau, đừng bận tâm đến những nỗi đau. Em không được phép lạnh lùng bên cạnh anh, đã quên giây phút thẹn thùng. Em nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, đêm về mang tương tư vây quanh. Anh say mát môi lúc em cười, phải đổi bấy nhiêu lấy một phút bên người. Dù rằng đông sang xuân tàn, hạ đón lá thu vàng, anh phát yêu mai một người. Ngày đêm sớm khuya vẫn tròn kịp không rời. Đừng lo lắng anh mãi cạnh bên, dù cho lắm bao dòng kéo đến. Em ơi, anh cấm em rời xa khi tình đang xanh ngời. Gió đông lạnh quá, anh cần em bên đời. Vắng em, anh không cười, phố đông như không người. Đừng để anh phải một mình này em ơi. Anh cấm em cứ mãi mà buồn đau trong người. Đời dối gian ngang trái, anh ở ngay đây rồi. Khóc đi cho vơi sầu, phút giây em gối đầu là thế giới anh nhuộm màu tình đậm sâu. Anh không tin phép tiền đâu, nhưng mà em cho anh thấy phép nhiệm màu. Chẳng hiểu sao lại mang nhung nhớ đêm thâu, khi mà em ngang qua trong đầu. Chắc là vì em xinh tươi nhất trên đời. Em là hoa luôn khoe sắc rạng ngời. Em rời xa anh không thể sống em ơi, nên là hãy cứ kế bên thôi. Anh say mát môi lúc em cười, phải đổi bấy nhiêu lấy một phút bên người. Dù rằng đông sang xuân tàn, hạ đón lá thu vàng, thì anh phát yêu mai một người. Ngày đêm sớm khuya vẫn tròn kịp không rời. Đừng lo lắng anh mãi cạnh bên, dù cho lắm bao dòng kéo đến. Em ơi, em không được phép buồn giàu.